Hey, welcome back mọi người đến với kênh giải trí Năm Một Phút TV. Lại là Hào đây. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề đó là bla bla ha. Và sau đây là bốn chai nước hoa mà phải nói là cực kỳ gọi là hối tiếc khi mà đã bla bla mua mà không review trước và thử mùi trước ha. Nên chúng ta hãy bắt đầu video hôm nay luôn nha. Đầu tiên và thẳng công chuyện luôn, đó là chai nước hoa Burberry Brit Rhythm Intense. Và nó thú thật cho mọi người luôn á, đó là cảm quan của Hào từ trước tới giờ, những cái bộ sưu tập, từng bộ sưu tập luôn của nhà Burberry, giống là từ Mr. Burberry nè, Water Brit rồi Water Brit Rhythm, tất cả các mùi Hào thấy nó đều xem nhau, kể cả cái phiên bản mới ra gần đây nhất là Burberry Hero, Hào cảm giác nó cũng giống giống nhau vậy đó, luôn luôn có một cái nét đặc trưng nào đó khi mà xịt ra, cũng như cái chai này nó sẽ có một cái mùi cay cay nè, và sau đó là có một cái mùi hoa hồng, Hào thấy nhẹ nhẹ một xíu, nhưng mà mặc dù là bản thành phần rất là hoành tráng, rất là nhiều nốt hương, nhưng mà Hào thấy nó nhạt nhòa lắm, nói chung là nó không có động lại được trong tâm trí Hào một cái điều gì hết. Nó không có một cái tính cách rõ ràng, màu sắc rõ ràng nào hết. Nên là Hào quyết định khi mà Hào mua về á, là Hào tỉa nó liền luôn. Khui ra một tiếng sau thử mùi thôi, rồi một tiếng rưỡi sau là Hào pass liền luôn. Lỗ tầm khoảng 100-150 gì đó Hào chịu luôn. Nhưng mà phải pass đi chứ Hào không có thích cái chai này. Và nếu mà cho lựa một chai nước hoa để mà recommend cho mọi người á, thì có lẽ Hào sẽ recommend cho mọi người chai Burberry London. Thì chai đó Hào thấy là ok nhất, kiểu như cảm giác mùi gỗ thông của Đà Lạt vậy đó. Mọi người nghĩ thử qua ha. Còn em này thì Hào nghĩ là không cần đâu. Ok, và cái chai số 2 mà Hào thấy hối tiếc khi mà Hào đã fly by á, đó chính là chai Montblanc Legend. Thì đối với nhà Montblanc á, thì từ trước tới giờ Hào không có care lắm về cái dòng Legend. Trước khi mà ra cái sản phẩm đó là Explorer, thì cái chai duy nhất mà Hào để ý tới từ nhà Montblanc đó chính là Individual. Bởi vì nó là bản, không, tính nó là bản clone, nhưng mà thật ra nó là bản gốc của cái mùi Creed Original Sensual ha. Montblanc thật sự gọi là nổi tiếng hơn nhờ vào cái chai Explorer, là nó là bản clone của Creed Aventus. Và riêng cái dòng này á, Legend á, thì Hào không thích, bởi vì là một lần nữa nó giống với trường hợp đó là chai Burberry Brit Rhythm Intense. Đó là mùi nó hơi đại trà, nó không có dấu ấn, nó không có một màu sắc riêng để mà động lại trong tâm trí Hào bất cứ cái điều gì hết. Nhưng mà riêng cái em này á, thì Hào sẽ nghĩ rằng nó phù hợp với những cái bạn sinh viên, nói chung là đang tìm kiếm những cái chai nước hoa đầu tiên của mình. Một chai mà có thể sử dụng với tất cả các trang phục thời trang nè, tất cả các dịp luôn và quanh năm luôn, từ đi chơi, đi làm hoặc là đi hẹn hò gì đó, thì chai này thì rất là phù hợp với các bạn ha. Mà giá sinh viên giá cực rẻ nữa, chứ còn riêng Hào thì Hào không thích nữa. Ok, và chai số 3 này đây, thì Hào đảm bảo cái tên này nó sẽ gây, nói chung là gây tranh cãi đối với mọi người, bởi vì Hào biết chai này là một chai rất là được yêu thích đến từ nhà Burberry, và nó có tên là Burberry Man in Black. Thì Hào vẫn còn nhớ cái ngày mà Hào đi mua cái em này á, là Hào còn sống ở Tân Bình. Ngày đó một ngày mưa tầm tã luôn, mà Hào sẵn sàng chạy từ Tân Bình chợ Hoàng Hoa Thám lên tới Nguyễn Đình Chiểu để mà mua cái em này, với giá nói chung là tester giá tầm khoảng 800-900 vậy đó, nói chung rất là tốt. Và thật sự thì mùi hương này á, là mùi hương Hào không có chê, không có gì điểm gì để chê luôn. Một sự rất là thơm, đến tận bây giờ Hào vẫn còn thích cái mùi hương. Nhưng mà tuy nhiên em này Hào hối hận nó khi Hào fly by, bởi vì đó là nó về cái độ bám tỏa ha. Hào thừa nhận luôn, Hào là một người thực dụng. Một khi Hào bà đã bỏ tiền cái gì thì Hào muốn một cái sản phẩm nó phải đạt một cái hiệu quả là tối ưu đến mức là maximum luôn. Cho nên cái mùi hương này thì Hào cực kỳ thích. Review nhanh cho mọi người thì cái mùi hương này giống như là mùi rượu nè, thuốc lá, và nói chung là một cái tổ hợp mùi hương rất là ấm áp. Nó sẽ xem với là mùi Spice Bomb. Nhưng mà tuy nhiên thì Hào xịt cái mùi này lên, Hào xài tầm khoảng 2 tuần. Nói chung là mùi nó bay mùi nhanh lắm, mặc dù là một cái mùi này rất là đậm đặc, nói chung là một cái mùi nó dày nhiều tầng lớp. Nhưng mà tuy nhiên lên da Hào thấy chỉ tầm được khoảng 1 tiếng rưỡi 2 tiếng thôi. Cho nên mọi người nói Hào thực dụng thì Hào cũng chịu thôi, bởi vì Hào thích như vậy, Hào thích một mùi hương nó vừa phải thơm mà vừa bám tỏi dai nữa. Cho nên là Hào thấy hơi hối hận với em này. Và sau khoảng tầm 2 đến 3 tuần sử dụng thì Hào đã pass em nó mất tiêu rồi. Ok, và bây giờ sẽ là sự lựa chọn cuối cùng của Hào ha. Thì Hào biết đảm bảo cái tên này cũng là một lần nữa sẽ làm mọi người thấy sốc cho coi. Đến từ nhà Versace, nó là chai Denim Blue. Ừ thì nói chung tới đây muốn chửi thì chửi, nhưng mà thật sự là Hào nhớ là vẫn mua cái chai này cũng tương tự như những cái chai khác, là mua tester tham thấy là thấy giá rẻ mà cũng không đọc review gì luôn mà mua về. Bởi vì Hào nghĩ thì từ trước tới giờ Versace, và đặc biệt những cái dòng đó là Blue Fragrance, như mình có Versace Pour Homme, Eau Fraiche hoặc là Eros, tất cả mọi chai đều Hào thử hết và rất là có tiếng và thật sự rất là dễ dùng. Nhưng qua em này thì một lần nữa mùi thơm chứ không phải là không thơm, nhưng mà tuy nhiên cái gu nó không phải đúng gu của Hào, bởi vì là Hào vẫn thích những cái mùi nó thiên hướng là trẻ trung nhiều hơn. Còn cái em này thì nó thiên hướng theo kiểu như là mùi deodorant hoặc là mùi kiểu body wash á, sữa tắm, nhưng mà nó mùi nó hơi gọi là nó trầm xuống và nó nam tính nhiều quá. Ý không phải là nó tôi là nữ tính nha, nhưng mà ý là kiểu như là nam tính lại như là nó bị quá, nó hơi già một tí á, so với cái hồi đó là Hào còn khoảng là 20-21 tuổi thôi, thì Hào thấy cái mùi nó hơi già nên cuối cùng là Hào pass luôn. Và cũng là trường hợp đó là, và cái chai này Hào cũng mua về một tiếng sau đó, một tiếng sau là Hào pass liền luôn á, nói chung là không thích.
Ok, và tóm cái quần lại thì đây là bốn chai nước hoa mà Hào đã apply, mà Hào đã pass hết rồi ha, và thấy hơi hối tiếc khi mà mua tụi nó. Và nói chung là cũng có một vài cái gương mặt khá là máu lửa ở trong làng nước hoa đó. Và cá nhân một lần nữa thì Hà muốn nhắc tới mọi người là đó là khi mọi người apply bài nước hoa, xem review là một chuyện nhưng mà nó có thể khác đi rất là nhiều bởi vì cảm nhận của mỗi người khác nhau. Nên cái cách mà thật sự mọi người tốt nhất để mà mua nước hoa đó chính là hãy thử mùi trước cho chắc ăn ha. Còn nếu mà mọi người muốn apply bài thì Hà có một cái clip từ năm ngoái rồi, tới là Hà share những cái tip mà khi Hà apply bài như thế nào để đỡ bị fail hơn chứ không hẳn là thành công nữa, cho thì mọi người có thể tham khảo clip đó ha. Và những ai quan tâm đến những sản phẩm này á, muốn thử thì mọi người có thể đến các cửa hàng của Number Film để thử mùi nè. Và nếu mọi người muốn mua sắm online thì Hào sẽ để một đường link bên dưới dẫn thẳng tới website Number Film nha. Và mọi người hãy đừng quên like và subscribe đến kênh giải trí Number Film TV để đón xem những video lần sau. Và hãy like và share cái video này và cũng như subscribe đến kênh tụi mình. Bởi vì sao? Bởi vì nó free. Và cái đó cũng là động lực để tụi mình có thể sản xuất thêm nhiều content và liên quan đến hoa nha. Và đây là Hào Gaga. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.